Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Cải biến phong thủy nơi ở, đón tài lộc. Ngay tại giây phút này, hãy buông bỏ mọi sự oán giận với bất kỳ ai là liệu pháp tốt giúp cho bản thân an nhàn. Ngay tại giây phút bạn tỉnh thức, chứ đừng đợi đến hôm 30 mới nghĩ đến điều này. Làm được như vậy mới có cơ hội cải biến cuộc sống. Làm thế nào để cải biến phong thủy nơi ở để đón tài lộc mỗi dịp năm mới, tháng mới hoặc dọn vào một ngôi nhà mới? Khải Toàn mời các bạn cùng khai thị. Nếu không gian là phong thủy, tâm lý cũng là phong thủy. Vậy bạn thử xem lại cuộc sống hiện tại của mình, không gian nơi bạn đang sống như thế nào? Tâm trạng của bạn lo lắng hay lạc quan? Nếu hai việc trên đều ổn, Khải Toàn xin chúc mừng, bạn đang có phong thủy tốt. Ngược lại, không gian nhà ở, cửa khí, phòng ngủ, phòng khách hoặc nhà bếp chứa quá nhiều đồ đạc không dùng, trong khi đó tâm trạng luôn lo lắng, đó là dấu hiệu của vận suy, tức là vận xấu. Khoan vội nghĩ đến thành công nếu tâm còn sân hận bất kỳ ai. Khoan vội nghĩ đến phong thủy khi nhà cửa chưa sạch sẽ. Phong thủy là phương tiện trợ duyên giúp công danh thăng tiến, thu nạp tài lộc. Nhiều người không biết gì về phong thủy nhưng có thể vô tình ứng dụng phong thủy mà không hay, do họ có phong cách sống sạch sẽ, tấm lòng vị tha. Đặc biệt, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ bếp nấu ăn hoặc nhà vệ sinh phát tán ra, trong khi không có cửa sổ hoặc quạt hút thông gió không cho không khí lưu thông di chuyển. Đây là ngôi nhà bích khí. Tháng trước, Khải Toàn đi xem một ngôi nhà ở quận Tân Phú. Phía ngoài gia chủ dùng nơi kinh doanh. Gian nhà sau chưa đến 12m², vừa làm bếp, phòng ngủ lẫn nhà vệ sinh. Mùi hôi từ nhà vệ sinh xông thẳng vào bếp, mùi nấu ăn từ bếp xông thẳng vào phòng ngủ, tạo thành thứ mùi vô cùng khó diễn tả. Đây là ngôi nhà không thể nào dùng phong thủy để cải biến hay thay đổi. Khải Toàn không thể nhận xem vì không có nhiều khả năng dùng phong thủy xoay chuyển, chỉ khuyến nghị gia chủ cải thiện lại không khí của cả ngôi nhà. Nếu âm thanh khó chịu được gọi là thanh sát, thì mùi hôi được gọi là vị sát trong phong thủy. Với những ngôi nhà có không khí lưu thông quá mạnh, nhất là những căn hộ mở một lúc nhiều cửa, khí đi vào từ cửa này ra thẳng cửa kia, không có cơ hội tụ khí, đồng nghĩa với việc không có cơ hội tụ tài. Khí mạnh dễ gây ảnh hưởng đến tinh thần những người sống trong nhà. Vì vậy, không khí và ánh sáng ở mức vừa phải là tốt nhất. Cũng giống như con người chúng ta, ăn quá no sẽ buồn ngủ, để bụng quá đói thì suy nhược. Vậy bí quyết nằm ở đâu? Ánh sáng là yếu tố phong thủy đầu tiên các bạn nên xem trọng, nên đón ánh nắng buổi sáng là cách thu nạp khí dương. Những nơi ánh nắng không đến được nên có ánh đèn điện. Ở vùng khí hậu nóng nên dùng ánh đèn trắng sáng. Tránh để ngôi nhà rơi vào sự tối tăm, vì những nơi tối tăm là cơ hội để linh giới tồn tại. Trong phong thủy học có hai vì sao rất hung, đó là Ngũ Hoàng và Nhị Hắc. Nếu các năm hai ngôi sao hung tinh này bay vào phương vị nào trong nhà mà nơi này đủ ánh sáng và sạch sẽ thì không có gì phải ngại. Ngược lại, nếu những nơi này tối tăm và ẩm thấp sẽ phát sinh ra hung họa cho vận khí của gia chủ. Vấn đề đầu tiên Khải Toàn vừa đề cập với các bạn là xem lại ánh sáng của cả ngôi nhà. Vấn đề tiếp theo là tạp vật, tức những đồ đạc vật dụng không dùng tới. Đồ đạc chiếm hết không gian thì không khí không thể di chuyển. Tạp vật ở trong nhà cũng giống như tâm trí của chúng ta, lưu lại những ký ức không đẹp. Ở những thành phố lớn, ví như Tất Đất Tất Vàng, vậy mà nhiều người dành hết không gian vốn hạn hẹp để lưu trữ những thứ không cần thiết. Cái gì là cần thiết, cái gì là không? Ví dụ, ta chỉ cần một hoặc hai đôi giày là đủ, nhưng vì thứ ta muốn luôn lớn hơn khả năng ta dùng, thế là lâu lâu ta tha thêm một đôi mới,
những đôi giày cũ trước đó ta nghĩ sẽ mang vào một dịp nào đó, nhưng kỳ thực có những thứ lưu lại rất lâu mà chẳng bao giờ dùng tới. Lâu ngày chúng sẽ thành tạp vật. Ví dụ một người sinh vào mùa thu hoặc mùa đông cần mộc, giày dép nón là mộc. Nhưng các bạn nên biết thứ ta cần là mộc đẹp, tức một đôi giày đẹp có giá trị hơn 10 đôi giày không đẹp. Những đôi giày cũ kỹ không phải là mộc đẹp nữa, mà chúng là mộc xấu xí. Để càng lâu thì chúng sẽ biến thành thổ, là cơ hội chiêu gọi ngũ hoàng và nhị hắc hung tinh. Mỗi ngày mỗi tháng chúng ta đem về rất là nhiều thứ mới đẹp, nhưng không bao giờ bỏ đi những thứ không còn dùng tới. Giày dép chỉ là một ví dụ. Với phụ nữ thì thích mua sắm quần áo, giày dép, túi xách, đồ trang điểm. Các bà nội trợ thì son, nồi, chảo, máy làm bánh, dụng cụ nhà bếp. Với những ai đam mê sưu tầm đồ cổ thì càng nguy hiểm hơn. Đồ càng cổ càng có giá trị thì khả năng ám khí không rõ nguồn gốc rất là cao. Chính vì có quá nhiều thứ ta không dùng đến nhưng không muốn bỏ đi, càng khiến tâm ta rơi vào chấp trước, không chịu buông bỏ những tạp niệm không vui. Khải Toàn ví dụ, trong nhà ta có một bồn chứa nước dự phòng đầy nước và để lâu ngày không dùng. Chính vì để lâu ngày nên trong bồn nước phát sinh ra vi khuẩn và lăng quăng. Muốn dùng lại chỉ còn cách đem đổ hết nước, vệ sinh lại sạch sẽ và cho nước mới vào bồn. Điều này cũng giống như tâm trạng con người khi có quá nhiều phiền não quấy nhiễu. Những phiền não ấy đã chất chứa bao lâu trong tâm trí ta. Nay muốn cải biến, chúng ta phải bỏ hết tất thảy những phiền não ấy và lấp đầy tâm trí bằng sự lạc quan, say mê làm việc. Từ đây sẽ chẳng thể nào có chỗ trống cho sự tiêu cực, thay vào đó chính là sự yêu đời. Điều thứ hai Khải Toàn nhắn gửi đến các bạn nên lưu tâm là xử lý tạp vật, bỏ tất cả các vật không dùng. Trước tiên là thông thoáng, không phát sinh vi khuẩn. Sau đó là cải biến không khí bằng cách giặt sạch tất cả những rèm cửa, giặt nệm, mền, chiếu gối, có thể sơn lại nhà, mỗi ngày đón ánh nắng buổi sáng. Các bạn có thể theo các phương pháp sau đây giúp không khí trong lành: đốt nến, đốt trầm, đốt trái thơm khoét ruột, là các cách đơn giản để khử mùi. Có thể trồng ít cây lưỡi hổ, có công dụng bài trừ khí khuẩn lẫn hóa sát rất là hiệu quả. Với những bạn dọn vào nhà mới, trước ngày nhập trạch, tức là ngày đầu tiên ngủ lại, nên rải các sâu đồng tiền khắp nhà. Đến ngày nhập trạch, quét tất cả các đồng tiền lại, cho vào một túi đỏ, đặt trong phòng gia chủ. Phương pháp này giúp hóa sát khí cũ và sinh vượng khí mới. Khải Toàn xin chia sẻ thêm một bí quyết giúp sinh vượng khí mỗi ngày. Với những người sinh mùa hè thường là kỵ mộc hỏa và khuyết kim thủy, mỗi sáng sớm nên bước xuống giường, hướng tây đại diện cho kim, hướng bắc nơi có nhà hoặc là nơi có nhà vệ sinh đại diện cho thủy, đồng thời gõ vài tiếng vào chiếc chuông đồng. Âm thanh này thuộc kim, là liệu pháp bổ trợ cho người thiếu kim. Đồng thời âm thanh này hóa sát không gian xung quanh, giúp trong lành. Với những người sinh mùa thu đông thường là kỵ kim thủy, khuyết mộc hỏa, nhà ở nên đón ánh sáng ban ngày nhiều. Mỗi sáng sớm nên bước xuống giường, hướng đông đại diện cho mộc, hướng nam đại diện cho hỏa, đồng thời gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc. Âm thanh này thuộc mộc, là liệu pháp bổ trợ mộc cho người khuyết mộc rất là tốt. Đồng thời âm thanh này cũng có khả năng hóa sát không gian xung quanh, giúp vượng khí hơn. Khải Toàn xin nhắc lại, để cải biến nơi ở đón tài lộc, bước đầu tiên nên cải thiện ánh sáng hài hòa, không khí trong lành, bỏ những tạp vật, những vật không dùng tới. Dùng nến hoặc song tinh dầu giúp khử mùi, giặt sạch những thứ bám bụi, đón ánh nắng ban ngày. Mỗi sáng gõ vài tiếng chuông đồng hoặc tiếng mõ mộc là bước đầu tiên cải thiện nơi ở để có phong thủy tốt. Như thế thôi vẫn chưa đủ, các bạn cần cải thiện cả tâm trí mới có thể đón tài lộc. Nói cách khác,
phong thủy trợ duyên về công danh, nhưng tâm trí an tịnh là chìa khóa dẫn đến sự thành công. Người có lòng vị tha, luôn thông cảm cho người khác là người có đức hạnh. Khi bạn thông cảm, đó là lúc tâm trí đón nhận ánh sáng quang minh, nhìn mọi sự việc theo hướng tích cực. Ví dụ năm nay kinh tế khó khăn, bản thân luôn đau đầu về tiền bạc, về nhà lại bị người này người kia càm ràm, càng dễ bực bội. Kỳ thực, mọi việc diễn ra, chúng không nói với ta là chúng tốt hay xấu, tất cả là do bản thân ta tự nhận định dựa vào kinh nghiệm trước kia. Loại kinh nghiệm này, chúng thường lừa dối ta. Năm nay bản thân bạn thấy khó khăn vì các năm trước làm tốt hơn. Ngược lại, nếu các năm trước kiếm được 2 đồng, năm nay kiếm được 3 đồng thì bạn lại cho năm nay tốt hơn năm trước. Vì thế, con người biết hài lòng, nghĩ thoáng hơn trong mọi hoàn cảnh sẽ tích tụ được thứ năng lượng tích cực. Người khai ngộ tự khắc nhận biết trong cái xấu ẩn chứa điều tốt, trong cái tốt chưa hẳn đã không có điều xấu. Thiền định giúp tâm trí an tịnh, vì khi ta an tịnh, ta thấy mọi sự việc diễn ra đều là thuận duyên. Từ đó, tự khắc bản thân, ăn nói lẫn hành động rất là ôn hòa, biết thông cảm, biết chia sẻ với những người xung quanh, đó chính là sự chánh niệm. Không cởi bỏ được tư tưởng, những người xung quanh đều là người xấu, mỗi năm tháng đều là thời khắc xấu, hành động lẫn lời nói tự sản sinh ra chướng ngại. Ví dụ, một người có tâm thái dè chừng như vậy, khi bị một người thân đả kích, họ lập tức đáp trả bằng những lời không hay. Các bạn nên biết, hòa khí sinh tài lộc, ngay trong gia đình, ngay nơi làm việc, không có được hòa khí, làm sao thuận lợi về tài lộc. Ngược lại, nếu bạn cho qua những chuyện không vui, không để tâm trước những lời khó nghe, thậm chí thông cảm với những lời đả kích, với một suy nghĩ, đây là thời điểm tâm lý họ không tốt, xem như bản thân mình vừa tạo nghiệp tốt, bằng cách lắng nghe và cảm thông. Nếu người làm khổ ta là người thân, bạn cần phải độ họ. Người thân hoặc chính bản thân của bạn với nhau là nghiệp duyên, báo ân hoặc báo oán, đòi nợ hoặc trả nợ, và trong mắt họ có thể chính bạn là đòi nợ cũng không hay. Tiêu đề video này là cải biến. Như thế nào là cải biến? Tức là làm thay đổi khác trước nhiều. Giống như ví dụ bồn chứa nước bên trên tôi đã nêu, do để lâu ngày đầy vi khuẩn, muốn dùng lại phải vệ sinh và thay hoàn toàn nước mới. Tâm của ta cũng vậy, những chướng ngại, những tiêu cực trong tâm trí quá lâu, muốn cải biến phải buông bỏ, phải rột rửa để thay bằng ý niệm mới. Bằng chính suy nghĩ nhẹ nhàng, thông cảm, đó là cách ta tự gieo hạt giống an lành mỗi ngày vào tâm trí của chính ta. Những thiền ý nêu trên, Khải Toàn gửi đến các bạn, những ai mong muốn thay đổi cuộc sống tốt hơn. Ngay tại giây phút tỉnh thức này, đừng đợi đến đêm 30 mới nghĩ đến sự buông bỏ những sân hận. Vì tâm lý là một loại phong thủy, nên tâm lý lạc quan là một loại phong thủy tốt nhất. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.